Kính thưa quý vị, tin từ Bắc Triều Tiên. Đài truyền hình Bắc Triều Tiên KRT hôm thứ Ba ngày 1 tháng Giêng vừa qua phát đi những bức ảnh cho thấy nhà lãnh đạo Kim Chánh Ân thưởng lãm một buổi hòa nhạc mừng năm mới cùng vợ là Ri So-ju tại Bình Nhưỡng. KRT cho biết Kim và Ri chào đón năm mới vào lúc nửa đêm cùng với khách mời có cả đại sứ nước ngoài. Sau đó, họ đã tham dự một buổi hòa nhạc mang tên Following the Party to the End, theo đảng đến cùng, do ban nhạc Marimbong thực hiện. Để chào mừng năm mới, người dân khắp nơi trên quốc gia khép kín này dâng hoa lên tượng lãnh đạo Kim Chánh Nhật và Kim Nhật Thành. Trước đó trong ngày, KRT công bố một thông điệp mừng năm mới hiếm hoi của nhà lãnh đạo Kim. Trong thông điệp, ông kêu gọi chấm dứt cuộc đối đầu giữa hai miền Triều Tiên. Hai nước về mặt kỹ thuật vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh vì không có hiệp ước hòa bình để kết thúc cuộc chiến năm 1950-1953 của họ. Bài diễn văn năm mới của Kim đề cập đến các chính sách quốc gia được công bố trên báo chí hàng đầu của đảng. Bài diễn văn năm mới này đánh dấu đây là lần đầu tiên trong 19 năm qua của một nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên sau cái chết của Kim Nhật Thành, ông nội của ông Kim Chánh Ân. Kim Chánh Nhật, cha của Kim Chánh Ân, hiếm khi nói chuyện trước công chúng hay công bố chương trình nghị sự chính sách quốc gia trong các bài xã luận trên báo chí nhà nước. Kim Chánh Ân lên nắm quyền ở miền Bắc sau khi cha của ông Kim Chánh Nhật qua đời vào năm 2011.